xin chào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn học bài phép trừ trong phạm vi 6 nha. Nhưng trước hết, chúng mình cùng nhau ôn lại bài cũ chút xíu nha. Bạn hãy thực hiện các phép tính sau nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì đã sẵn sàng vào bài học mới rồi. Bạn ơi, cùng mình theo dõi các hình ảnh sau nhé. Có 6 con gà con. Một lúc sau thì có một con chạy đi. Hỏi, còn lại bao nhiêu con gà? Bạn hãy kéo thả số vào chỗ chấm để có kết quả đúng nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Nhưng khi mình có 6 con gà con mà chạy đi 5 con, hỏi còn lại bao nhiêu con gà con? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn xem tiếp nhé. Có 6 con vịt, nhưng có 2 con chạy mất. Hỏi, còn lại bao nhiêu con vịt? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Lần này thì khác nè. Có 6 con vịt mà chạy đi mất 4 con. Hỏi, còn lại bao nhiêu con vịt? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Giờ thì có 6 con cả gà và vịt luôn đó. Nhưng 3 con vịt lại đi mất rồi. Hỏi còn lại bao nhiêu con gà? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Trường hợp này thì khác nha. Lúc đầu có 6 con cả gà và vịt, nhưng 3 con gà lại đi mất. Hỏi còn lại bao nhiêu con vịt? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì mình có thể thành lập được bảng trừ trong phạm vi 6 rồi đó. Bạn giúp mình hoàn thành các phép tính sau nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bài học mới đến đây là kết thúc rồi. Chúng mình cùng nhau chuyển sang phần luyện tập thôi nào.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Có, 6 con gấu trúc đang thổi kèn rất là vui kìa. Nhưng lại đi mất một con rồi. Hỏi, còn lại bao nhiêu con gấu trúc?
rồi, bạn giỏi lắm. Có, 6 con lừa đang chơi đàn. Một lúc sau thì 2 con đi mất. Hỏi, còn lại mấy con lừa đang chơi đàn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm.